Từ năm 2006 đến 2016, Taekwondo Việt Nam đã trải qua 20 năm hình thành và phát triển. Nhằm kỷ niệm sự kiện này, Liên đoàn Taekwondo đã phối hợp với một số nhà tài trợ để triển khai chuỗi chương trình chào mừng. Chiều qua, buổi họp báo công bố sự kiện đã diễn ra tại khách sạn Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo xác nhận từ ban tổ chức, sự kiện kỷ niệm 20 năm Taekwondo Việt Nam sẽ gồm nhiều hoạt động đặc sắc diễn ra từ ngày 11 đến 18 tháng 12 tới đây. Trong đó tâm điểm là giải Taekwondo đối kháng quốc tế cấp chủ tịch VTF lần thứ nhất, giải đấu mà chúng ta lần đầu tiên áp dụng hệ thống luật thi đấu mới của Liên đoàn Taekwondo thế giới. Theo kế hoạch, giải sẽ có sự tham gia của bốn đoàn nước ngoài là Monaco, Hàn Quốc, Indonesia và Thái Lan.